quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lộ diện top 4 Miss Grand Slam 2020, mỹ nhân nào sẽ được gọi tên? 4 cô gái xuất sắc nhất đã chính thức được gọi tên ở chặng gần cuối của cuộc đua Miss Grand Slam 2020. Sau khi công bố top 8 cô gái xuất sắc nhất tại cuộc đua Miss Grand Slam, họ được bắt cặp chia nhóm đối đầu nhau để tìm ra top 4. Sau khoảng thời gian căng thẳng, fan sắc đẹp đã được tận mắt chứng kiến 4 cô gái trụ lại lâu nhất tại mùa giải năm nay. Top 4 Miss Grand Slam 2020 lần lượt được gọi tên: Anera Meza, Miss Universe 2020, Julia Gamma, Á hậu 1 Miss Universe 2020, Arlen Castellino, Á hậu 3 Miss Universe 2020 và Kashima Aura, Á hậu 3 Miss Grand International 2020. Cuộc chiến đang nghiêng hẳn về các thí sinh bước ra từ cuộc thi Miss Universe với 3 đại diện và 1 đại diện đến từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Một điều vô cùng thú vị chính là người đẹp đến từ quốc đảo Indonesia, Kashima Aura, Á hậu 3 Miss Grand International 2020 đã đánh bại đương kim Hoa hậu Hòa bình để tiến thẳng vào top 4 vô cùng ngoạn mục. Với danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ sừng sỏ của mình, Anera Meza liệu có giữ vững phong độ của những đàn chị đi trước từng chiến thắng Miss Grand Slam? Lịch sử Miss Grand Slam đã rất nhiều lần tôn vinh các Hoa hậu Hoàng vũ Damile Nebiter, Miss Universe 2017, Diana Medoza, Miss Universe 2008, Natalie Glebova, Miss Universe 2005. Suốt nhiều năm qua, Miss Grand Slam chưa bao giờ gọi tên một mỹ nhân nào đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe để vinh danh. Liệu Julia Gamma, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ 2020 có đủ sức hút chiến thắng vào năm nay? Vào năm 2018, Miss Grand Slam được trao cho Meenakshi Chowdhury, mỹ nhân đến từ Ấn Độ, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Sau 2 năm, người em đồng hương Arlen Castellino đang tràn trề cơ hội để ẵm tiếp giải thưởng này, mang vinh quang về cho Ấn Độ. Kashima Aura, Á hậu 3 Miss Grand International 2020, chính là nằm trong top 4 chung cuộc vào năm nay. Vào năm 2016, giải thưởng Miss Grand Slam từng được trao cho Ariska Putri-Petiwi, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Liệu Indonesia có tiếp tục được vinh danh tại cuộc đua năm nay để sở hữu hai danh hiệu cao quý này? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.